Vào thời điểm này năm ngoái, người nuôi gà đồi Yên Thế trúng đậm khi thương lái đến tận chuồng thu mua, giá trung bình từ 70.000 đến 80.000 đồng một kg, thậm chí có lúc tới 110.000 đồng một kg. Nhiều hộ còn bán cả gà tơ vì thấy hời. Tuy nhiên, năm nay giá gà giảm mạnh, chỉ còn 40.000 đến 47.000 đồng một kg, thậm chí thấp hơn. Người nuôi gà đồi Yên Thế đang đứng trước nguy cơ một năm thất thu. Theo tính toán của một số người nuôi gà đồi Yên Thế, năm nay các chi phí nuôi gà như cám, thuốc thú y, con giống đều tăng từ 5 đến 10%. Giá gà năm nay ít nhất phải 55.000 đồng một kg mới hòa vốn. Với mức giá như hiện nay, mỗi kg gà, người dân lỗ tới 15.000 đồng một kg và nuôi càng nhiều càng lỗ nặng. Theo Hội Chăn nuôi và Tiêu thụ gà đồi Yên Thế Bắc Giang, hiện tổng đàn gia cầm của Yên Thế khoảng 4 triệu con, trong đó dự kiến sẽ cung ứng khoảng 1,7 triệu con cho thị trường trước Tết Nguyên đán và khoảng 1 triệu con sau Tết.